Không, nghe sơ sơ sát người ta còn lau những thẻ ống đó mấy ngày nữa. Tới hôm nay
Nó sao năm nay ít sớm thì chưa là thường là cuối 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 tháng 5. Mà ông nói là giữa tháng 5. Tuần sau đó là ngày sau cùng. Nói ra con nói người sung vui 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 sung lắm mà con thấy sung nhớ không? Con có sung gì đâu? Nhớ con. Con không có ăn rau không? Ê, ăn dưa leo thanh long không nào? Con đừng gấp nhiều quá, em mới ăn dưa leo không kìa. Con muốn học thêm, con nghỉ hè rồi. Nó thầy nghe nghỉ hè mừng chết cái bộ. Có mừng đâu? Học với chồng tới nghỉ hè. Dịch bệnh thì làm gì được, học thôi, học rồi đỡ chán. Học ai chơi cho? Còn bước qua mà không biết học. Nó lan à? Rất lan. Nó học cũng vậy, nó học cũng ngồi ăn bên à. Con mới học giỏi hay học dở mẹ? Tôi nó có lúc nào mà ngồi yên đâu mà. Không sao, lan gì? Cứ nằm như tôi đó. Bà đây, đặt cái bếp đây. Khi nào anh hai về? Anh hai không có đi nữa đâu. Thức rồi, không đi nữa không? Bún nó thầy. Mình ăn thả cửa. Anh nói anh hai về. Anh nói anh hai về. Thế mời anh hai về. Anh mời anh hai về. Chút nói. Không nói bây giờ. Trang này nè. Con má cũng tập đó, cũng cần nữa đó. Cho hai cái cho một người. Nó dưới tay lên, chỉ là muốn nó dưới tay lên đi. Cho con dưới tay con lên. Con giáo trò. Con đi, con để cho. Con nghĩ tới hai em của con thôi á. Con đi cho hai em của con. Này gì ai? Leo. Leo quá sao à, bóc bóc. Giờ ok. Phi Diễu Di đúng rồi. Thôi rồi phần mày tháo. Không tròn. Đúng mà. Cái này là đã đạm bên đây. Sáng sức bên đây. Kali á. Đúng rồi ha. Rồi đó. Phút tay rồi. Con mẹ. Con ra ấy rào mà giá là ăn chê nước mắm cho không mấy con cái này kỳ lắm cái nói chuyện xấu con mấy con trai xấu lắm đeo rồi chích vaccine rồi đó khỏi đeo khẩu trang vô phía bên trong giờ đi vô trong nhà hàng hay đi vô trong đâu á đi chỗ nào á không có đeo ba còn đeo kìa tại mình kỹ mình đeo hơn quái trên nhà vua ô bà được không gì thầy quấn quá ví dụ nhà mình chính phủ nó cho mượn rồi ông xã nó chính phủ đi nó cho mượn 35 ngàn chính phủ quá hả 35 ngàn sữa là nó tính hết tổng cộng á sữa này nọ là bà là mua giường đồ luôn á mà có rồi 35 ngàn mà trả 15 năm một tháng nó trả 200 mấy chục đô bà nói còn nữa còn trả nó tính lời á cái là có 2.5 có ai rồi có ai rồi tiền của chính phủ nó rẻ hơn có ai rồi như là một năm hay là gì đó là nó không có lấy lãi có ai rồi mà nó rẻ hơn ở trong nhà băng là 4 chấm mấy ha 5 chấm á nhà băng nhà mắt á chính phủ là nó lấy có 2.5 à cho mượn 35 ngàn 35 ngàn rồi cả 15 năm tháng 200 mấy bởi thì giống con ha vậy nè tới cái nhà con nhỏ nè mẹ vậy nè giống con chưa biểu giống mặt con không sống trước con nhỏ con như vậy nè
thời gian này á, mẹ biết con là con giúp chữa dịch bệnh đó, con nhập học thì mẹ biết con với Đạt gõ lắm. Chỉ do con đi gác xuống đó thầy thấy con á, má con hơi hơi quý vậy. Con không biết rồi hả? Vì mẹ trang quá không á. Mà con cũng nhiều quá rồi đó, đây ép rồi, dâm có ăn đó, ăn rau rồi. Mẹ thấy con rau ra được phải không nha? Rau nha. Nha. Hôm nay bà là ngồi ăn là lúc nào cũng phải lan đó. Chan nước mắm vô bà. Nè chan vô. Đỏ lạc, nó lạc nhất đó. Cây mật miếng. Cây mỡ hả? Ừ. Năm nữa cho hai này nó trả. Con học giỏi thêm một. Cho đây nó 25 tuổi, trả tới hôm nay còn nó 25 tuổi. 15 năm mới biết, 15 năm hơn 5 năm không biết. 15 năm. Ok. Mà con nó cho đồng nào, cho mượn rồi mới không cho đồng nào. Mà con có, còn mà con không đồng ý đâu. Giờ bắt con học giỏi thêm màu mà. La đói bụng, Ngọc Khê dọn lên. Tính đợi ba nó về ăn mà nó đói bụng mà nó ăn hay uống hết kìa. Mà nhỏ em đi nó bị dị ứng khớp, nó ăn nó ăn cái miệng ngứa miệng nó ói, giờ em biết sao, nó ăn thử cái cậu bị thôi. Nương nương đây rồi đó, đâu cam đi khám mà ơi ơi xét nghiệm máu nó hoa cái sắc của nó không thiếu mừng chó đâu. Đi bệnh viện đó mà chứ thiếu là đồng ăn hoài mẹ có ăn này nè, con không được ăn dưa leo nữa, dưa leo nãy con ăn quá trời luôn à. Người ta con muốn ăn thịt nè. Dạ yesterday. Yeah. Hôm qua hả? Hôm qua là Tuesday mà. Because don't in the middle finger. Hôm qua hả? Hôm qua anh Hai có học không làm nhà. Qua là qua. Wednesday mà. Ok. Giờ con móng tay đó mẹ. Ok mà. Lấy máu không phải lấy ngón tay, lấy ngón tay. Kim vô nặng máu ra thôi. Không có bóp. Nó qua bên đi rồi nè. Không có khóc gì nữa con. Con không thấy đâu. Em nhìn tắm tháo rồi. Em nhìn quay. Có khóc không? Đỡ. Có. Có cá. Sao con bóc nữa? Hả? Ấn Độ hả? Cá bóc quá gì. Đây nè, nĩa nè, không bóc nha. Dơ lắm nha. Nghe muốn gì? Nó đút tắm nhân gì đó mà. Thật. Ông đừng tên thức trên đây á. Thì á, bây giờ ăn thịt á, không có mỡ, toàn là ăn ba cái nạc không. Nhai ở nhà cái mày này ăn dính răng. Bà nó dính. Đau. Nó cứ găm nhằn trong này nè, thấy khó chịu á. Để tới đây nè. Nó dính cho biết kẹt răng. Dính là nó sạch sinh. Nó đụng một cái miệng, nó thấy khó chịu á. Con chơi bạn mình của con kìa. Nè, miếng dưa nè. Lấy tay là nè con chơi, nè đứa con chơi với ai hơn? Bạn con Việt Nam á. Nay được kêu trường mừng lắm, vậy chứ ly cái miệng không? Xem cái bàn nó mà còn.
Không có nói nhà đỡ nghe là này này. Tính tỉnh. Trường tính là thôi đi chị. Không được. Tại vì dịch bệnh. Rồi chút đi muốn không? Dịch bệnh mà đi đâu? Không có. Trường làm thôi đi. Thôi. Trường. Thầy trưởng. Không đâu mà muốn ăn à? Thầy trưởng không có đồng ý đó mẹ. Nhưng nó được. Không ai đi đâu. Dịch bệnh mà. Như 16 tuổi là được chích ngừa. Từ trường nghỉ hè nó cho bà nói vậy á. Dạ. Bà nói từ trường nghỉ hè nó cho đó. Cho dạ. Bác xin cho con ít. Ừ. Nguy hiểm đó mẹ. 16 tuổi. 16 tuổi chích. Mà mẹ cho con nó không chích được. Yếu quá vậy. Không sống nổi. Nó mạnh quá. Nó mạnh. Làm sao không? Con múc ăn cho mẹ. Ăn ngoan, ăn thương. Ăn xong cho bà nè. Chị lừa bà dễ trời bao nhiêu. Đây. Mấy cây một cái. Người kia lấy hai cái. Người này một cái, người này lấy hai cái. Một người lấy một. Dịch bệnh á, bởi đi khám lắm vậy. Chỗ khám người ta ấy mà kêu là không có chỗ nào chờ đợi. Thường là ngồi đó chờ đợi lắm. Dịch bệnh nên nó ai nó mang keo lại không ai ai vô khám là hẹn trước rồi vô khám luôn chứ vô phòng ngồi đợi chứ không có ngồi đợi không có đông như lúc trước. Hạn chế đông người à, bỏ cái chén của há kì tôi biết cân nặng bao nhiêu. Má không ngủ muốn ăn à. Vậy. Mẹ nói mày chửi đạt con. Con làm như là mẹ người hung dữ đó, lúc nào cũng chửi hay sao? Oh my god. Lúc nào cũng chửi. Đạt có đi hơn hỏi. Đi là đi học từ sáng nó làm như đi cả mấy tiếng mấy năm à. Muốn biết thôi. Lì mới chửi. Biết thôi. Không lì sao thì chửi được. Thường ra dễ mà người đông mà cho đậu hàng người chơi rất hàng mà có mấy cái xe đẩy luôn á mấy bột cái á rồi cao được cao anh hay tự cho lại bóc mà lại bóc mà có thằng nào ăn bóc không mà chờ anh mà ăn bóc coi ra đời thôi học như vậy kể nó cảm giác nên như ai cũng nhìn nó người nào cũng nhìn nó bịt khẩu trang với sao nhìn con thấy khó chịu ai cũng nhìn mà con muốn nó con giáo mà chờ thấy người châu Á nó chị thầy nhìn à không biết sao mới đen nhìn không á nhìn nó kỳ thì con á. Mất là biết gì thì hay rồi đó. Mà mổ mà không biết gì thì đâu. Anh ăn nha mổ. Đâu có bỏ nha. Cầm đồ. Con nhỏ không biết gì thì đâu phải không nè. Ha ha, mày kể rồi. Hết. Sáng ba nó mua bốn trái bự chà bá lửa luôn như là rẻ không biết có gì đó hai nắng nó hai màu màu trắng à màu vàng chỗ màu vàng ngọt ngay ở trên đây là trắng trắng hơi vàng vàng chỗ này nó chua nó ngọt ngay à. Bốn trái biết là nặng mới hết. Quá ngọt luôn á. Chị ơi nha.
luôn là người sập cục.